Chào tất cả anh em từ miền Nam ra miền Bắc, tất cả anh em đam mê câu cá. Thì hôm nay là ngày 26 tháng 10, shop Tuấn Cực GP tiếp tục gửi đến em một lô cần hàng kiện Nhật anh em nhé. Thì lô lần này bao gồm là 25 cây cần, đủ các thể loại hết cho anh em tham khảo anh em nhé. Từ các dòng lure, câu ngâm, sông hồ, câu lục, câu bạc bờ biển, cần tay, những dòng ISO hạ tay nè, cho anh em câu cá rô, cá sặc, hoặc là câu rô phi, câu chép được ha. Em thích cây nào cứ alo đặt hàng với shop mình qua số điện thoại 0976 977 106. Mình xếp hàng tận nhà cho anh em, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Thì như thường lệ mình cũng sẽ đi vào thông số chi tiết cũng như là giá từng cây cho anh em tham khảo nhé. Đầu tiên, trên tay mình là một con cần súp. Đây là một con dòng súp cho anh em câu lục, câu bạc bờ biển anh em nhé. Một dòng súp của thương hiệu Shimano, một dòng súp Leader FV 4m25 nè, độ cứng là CXT ha, độ cứng chuẩn Indonesia xuất Nhật. Thì con cần này hình thức còn cũng khá là đẹp anh em nhé. Đây hình thức anh em có thể đánh giá nè, Pacific Japan, hình thức con này khá là đẹp. Trang bị dòng phen Fuji anh em nhé, phen Fuji gập. Đây, phèn của nó đây. Xoắn tít ha anh em nha. Con này anh em có thể đánh tầm 40m vô tư anh em nhé. Xếp hàng chuẩn. Đây, mình test ngọn cho anh em xem nè. Đấy. Thì đây là hàng cao cấp cho nên nó sẽ có định vị phèn. Định vị phen xoắn gân guốc hết em nhé. Đây định vị phen của nó đây. Này có một cái vết xước nè, xước sơn bé thôi anh em ạ. Đấy, quay cho anh em xem nhé, xước bên ngoài cái sơn thôi. Có một hai vết ha, có một hai vết dầm dầm mà do cái phen á, rút ra rút vô á nè, lâu ngày á. Này có một vài vết nè, ít lắm. Còn lại tổng thể con cần khá là đẹp. Rồi anh em có thể xem đây, một cái vết nhâm nhâm ngay đây nữa nè. Anh em thấy hình thức của nó khá là đẹp. Đấy. Em có thể đánh giá nha. Đấy có những cái vết xước nhâm nhâm. Thì con này cũng có một cái vài vết xước. Con này mình để cho anh em với giá là 3 triệu anh em nhé. Mã số 1 3 triệu này. Số 1 giá 3 triệu anh em nhé. Shimano Sub Leader 425 CT, cho anh em đánh tầm 40m độ về. Kế tiếp mã số 2. Đây là một con Daiwa Extra Sub, dòng Daiwa xuất Nhật cao cấp. Đây mới tin China xuất Nhật anh em nhé. Độ cứng con này là CX, dài 4m05. Hình thức thì anh em có thể đánh giá Bát Fuji NS7 nè, bát đề cao màu giống Titan. Phen phen Fuji Six, phen Six anh em nhé. Thì con này tầm giá 2 triệu mấy nhưng mà nó trang bị phen Fuji Six, lý do là bên trong nó xước xác anh em nhé. Thì cái con này mình về lúc trước mình bán tầm 4 triệu, 4 triệu mấy lần. Mà cái con này mình gửi đến anh em mức giá 2 triệu 7 à. Do là cái lóng thứ hai của nó bị xước nè. Thì nó không ảnh hưởng gì đến cái cần hết. Đấy, nè nó bị xước như này nè. Xước cái lớp bóng anh em nhé. Đấy. Xước như thế đó, bị xước mỗi một lóng thôi. Cái lóng này thì đẹp, tương đối. Đấy. Tại vì cái con này bản thân của nó anh em, nó màu trắng, cho nên là nó xước nó dễ thấy những cái con cần màu đen, màu xanh. Đấy. Con này hàng cao cấp cho nên nó sẽ có định vị phen. Vị phen này tương đối cứng anh em nhé. Con này anh em đánh tầm 35m đổ về, ok. Phen full xích nè, xích hết em nhé. Giá là 2 triệu 7 anh em nhé.
Mã số 2, 2 chục 7. Dạ, khá là rẻ. Cái tiếp mã số 3 là một con cần Shimano. Shimano Holiday Spin 4m25 DXT. Đây, hình chuẩn xuất Nhật đây anh em. Hình thức thì anh em có thể đánh giá nhé. Fuji. Phiên Fuji. Đây, bên trong nó đây. Xoắn này. Để cho anh em đánh tầm đánh gần gần ha. Đầu cành, trục dù hoặc là bồng bền. Đấy, còn xoắn vân hết. Con này thì là hàng Made in China xuất Nhật anh em nhé. Hình hàng chuẩn xuất Nhật á. Xoắn, đấy nó xoắn cuộn hết. Bên trong còn khá là mới đấy nha. Giá mình gửi anh em con này là 1 triệu 7 anh em nhé. 1 triệu 7, 4m25 DXT. Kế tiếp, mã số 4 là một con cần lua mới đứng. Cho anh em câu lóc, câu cảm giác, câu đụng, câu bè, câu tráp, hanh rồi ha. Đây là một con Ryubi. Made in Korea xuất Nhật, 2 khúc, 6 feet nè, 1m8, độ cứng M anh em nhé. Thông số lua này anh em, 1m83 ha. 6 đến 14 phao, 4 đến 14 gram này. Đây là một dòng khá là chuẩn của Ryobi đó, nó trang bị dòng phen Fuji Gon ha. Fuji xứ Gon nè. Gon hết anh em nhé. Hình thức con cần anh em có thể đánh giá, cần còn khá là đẹp. Con này gửi đến anh em mức giá 800k anh em nhé. Mã số 4. Kế tiếp mã số 5. Số 5 này thì đây, cái con này thì anh em hỏi khá là nhiều. Đấy, một dòng cần 2 khúc mà 3 mét anh em nhé. Cho anh em câu cá tra sông hồ nè, câu lăng xê nè. Và phiên dòng phiên Fuji cầu biển như này nè, Fuji xích nè nha. Anh em hỏi khá là nhiều ha, hôm nay em về tiếp tục làm cây nữa. Fuji Japan này. Đây là một con cần Alpha Tackle. Alpha Tackle anh em nhé. Trang bị bát Fuji tem vàng Japan này. Chiều dài của nó sẽ là 3m 2 khúc. Thương hiệu con cá ha. Chuyên dụng cho anh em câu biển nè. Săn hàng. Rất là đẹp. Nội địa Nhật anh em nhé. Hàng Alpha Tackle này là nội địa Nhật thôi. Đấy, quấn chỉ rất là đẹp anh em nhé. Phen Fuji phen cầu nè. Đây, dàn phen khủng lắm anh em ạ. Chất liệu carbon 3m 2 khúc. Cầu bu Fuji chống xoắn này nha. Con này thì nó độ cứng của nó chứ nó tầm cỡ 100-120 á anh em. Cũng tương đối cứng nha. 120 hoặc là 150 á. Mình test nè. Đấy, anh em có thể thấy nè. Cho anh em câu cá tra. Có lăng xê sông hầu ha. Thì con mã số 5 này gửi đến em mức giá là 2 triệu anh em nhé. Số 5 2 triệu 3m 2 khúc. Thông số này thì nó cũng khá là hiếm. Kế tiếp số 6. Số 6 là một con tiếp tục là một con cần Daiwa nữa anh em nhé. Đây là một dòng Daiwa 2 khúc. 2 khúc 2 đọt anh em nhé. Chất liệu gấp phích đỏ nè, cán gỗ thật anh em nhé. Những cái bát này rất là bền, những bát inox nè, chống reset của Daiwa nè. Nó có một cái bát phụ dưới đây nè, siết lại làm cho cái lực tác động của nó ít hơn. Đây là một con Daiwa 2 bot combi dòng BG anh em nhé. 2m4, trang bị phen Fuji. Khá là mới, con này còn mới anh em ạ. Đấy, quay cận cho anh em xem nhé.
Đặc trưng cái dòng này á anh em, thì cái ngọn nó sẽ vát dẹp như này nè. Trước thì mình cũng có bán một số con, chắc có lẽ là anh em biết rồi, đặc biệt của cái dòng Harbor này thôi. Con này thì nó sẽ có hai đọt, hai đầu cứng, hai khúc hai đọt anh em nhé. Dài 2,4 m, một đọt là nè, nó có ghi đây nè, cứng 50 với một đọt là cứng 80 anh em nhé. Nhưng mà trên cơ sở mình test thì mình thấy hơn đấy. Cái đọt này chắc tầm 100 luôn đấy, chứ không phải 80 đâu, cứng lắm. Đọt này cứng thì 50, 50, 60 này. Giá con này là 1 triệu anh em nhé. Mã số 6 1 triệu cho anh em câu sông hồ, câu lăn xê, câu cá tra hoặc là câu biển. Kế tiếp mã số 7 là một con cần Suyumi chất liệu carbon 3 khúc anh em nhé. Đây là một dòng cần Suyumi cho anh em câu cá tra, câu lăn xê, sông hồ ha. Trang bị phen Fuji, trang bị phen Fuji. Bass thì là bass của hãng, nó có cái tem Suyumi đây mà bị tróc rồi nè anh em. Con này cứng 53 m em nhé, thông số rất là ok cho anh em câu sông hồ, câu lăn xê, chất liệu carbon. Đấy. Con này mình gửi đến em với mức giá là này, nó dính dính bụi anh em nhé, khử cái ra. Con này gửi đến em mức giá 1 triệu anh em nhé. Carbon phen Fuji thương hiệu Suyumi, giá 1 triệu. 53,3 m ha. Mình nói nhầm, 53 m anh em ạ. 3 khúc. Cái tiếp số 8 là một con cần Suyumi tiếp tục. Đây là một con Suyumi 2 khúc. Suyumi 2 khúc. Trang bị phen Fuji, bass Fuji nè, cho anh em câu cá tra, câu lăn xê ha, cứng 52,4 m. Đấy, ngọn của nó đây anh em. Con này có giá cũng là 1 triệu luôn anh em nhé. Hình thức thì anh em có thể đánh giá, hình thức còn khá là mới. Giá 1 triệu, mã số 8, chất liệu carbon anh em nhé. Kế tiếp số 9, số 9 thì là một con cần hệ của Daiwa, dòng Hauderlock nè. Hauderlock này thì trang bị bass Fuji tem vàng, phen Fuji xám, chất carbon hai da nè. Đấy, hai da anh em nhé. Dài 2,4 m, cứng nhất tầm 50, 50, 60 đấy anh em. Đó anh em câu lăn xê sông hồ và câu cá tra ha, giá 1,2 triệu, mã số 9. Hình thức thì anh em có thể đánh giá nha, khá là đẹp, carbon quý cơ, hai da, 2,4 m, cứng 50. Tiếp số 10 vẫn là một con Hauderlock cần hệ của Daiwa, carbon hai da anh em nhé. Vân X nè, con này rất là mới, mới tinh nè. Trang bị phen Fuji xám ha, bass Fuji tem vàng nè, cứng 50, 3,3 m cho anh em câu cá tra, câu lăn xê sông hồ ha. Con này mới tinh nè, đầu bu của nó đầu bu Fuji xích anh em nhé, đầu bu xích. Đấy, 50, 3,3 m, giá 1,7 triệu anh em nhé. Mã số 10. Kế tiếp mã 11 là một con, đây là một con cần hệ của thương hiệu Alpha Taco. Cái dòng này đời đề cao anh em nhé. Trước mình lên mình cũng đã bán một vài con rồi đấy, mình về được trước một hai con mình bán rồi, hôm nay về được một con nữa. Con này thì nó cũng còn mới tinh anh em ạ. Thường những con này về nó mới lắm. Alpha Taco nè, chất liệu carbon anh em nhé, carbon con này chuẩn lắm. Trang bị dòng phen Fuji xích nòng súng nè. Bộ phen này khá là đắt anh em nhé, phen này đắt lắm. Phen này anh em mua ngoài thị trường giá cũng trên 2 triệu, 2 triệu mấy á. Bộ phen chuẩn mà xích dày như này á anh em. Thì những anh em mà hay lên Cần Lục hay gì đó thì anh em biết cái bộ phen này nó khá là đắt á. Con này thì bộ phen của nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 phen một đầu bu anh em nhé. Fuji xích nòng súng nè, Bass Fuji, Alpha Taco, Mood Eva ha. Thì đây là một dòng Pro Fittic, cứng 120, 2,1 m cho anh em câu bè ha, có tra câu bè, câu biển. Phiền đã lắm anh em ạ. Đấy, xích nòng súng vắt ngược nè.
Đầu U của nó là Fuji xích chống xoắn luôn em nhé. Fuji xích chống xoắn ha. Con này gửi đến em mức giá 1 triệu 8 em nhé, màu cam. Con này là hàng Made in China xuất Nhật. Thì thường cái dòng đời mới này Made in China không à, nhà máy nó bên đấy anh em ạ. Con này khá là cứng đấy, cứng 120. Phèn đã lắm anh em. Kế tiếp mã 12 là một con cần Daiwa Hydraulic ha. Con này carbon hay da. Bát phui tem vàng nè, phen phui xám, da bằng ít nè, cứng 50 36 anh em nhé. Thì con này dẻo chứ nó không cứng anh em nhé. Cho anh em cậu vặt cậu rô phi thôi. Giá con này 1 triệu 2, 50 36. Carbon RB nè. Hay da. Đấy, con này dẻo anh em nhé. 12, 1 triệu 2. Kế tiếp 13 là một con cần dây trong 3 khúc thương hiệu xem con này của dòng gì ta. Có những hãng nó ghi tiếng Nhật không à? Bố tay nè, tiếng Nhật không à? Interline anh em nha. Interline là dây trong đấy, mình chỉ biết bao nhiêu đấy thôi. Con này chất liệu carbon. Chất liệu carbon. Trang bị là bát Fuji. Bát Fuji, lồng sứ ra dây là lồng sứ xích luôn em nhé. Đây lồng sứ xích luôn đây. Xích ở trên luôn nè, double xích nè, lồng sứ xích luôn nè. Con này thích hợp về cho anh em câu biển hoặc là những em câu chung con này đa, câu cũng đa thể loại lắm em. Một số anh em thì có thể là lấy phôi về lên cần lua nữa. Vì thường cái cần dây trong á lên phôi nó cứng lắm anh em ạ. Đấy. Con này cứng 83 mét này, rất là chuẩn. Hoặc là anh em lên cầm ba khúc câu sông hồ cũng nhiều cái hướng để anh em lên lắm. 83 mét anh em nhé. Cái lượng carbon con này cũng khá mới đấy. Thì giá vẫn là 700k anh em nhé. Giá 700k, mã số 13. Kế tiếp 14 là một con cần Daiwa Hydraulic anh em nhé. Con này mới tinh nè. Hydraulic nè. Đấy. Bát thì là bát Daiwa anh em nhé. Phen là phen Fuji xám nè. Đây là một dòng Daiwa. Cứng 50 và 3 mét. Made in Korea xuất Nhật anh em nhé. Cái phôi này thường nó chuẩn lắm. Đầu bu nó là đầu bu Fuji xích anh em nhé. Con này mới lắm anh em ạ. Giá 1 triệu tư anh em nhé. Mã 14 1 triệu tư. Cứng 50, dài 3 mét. Kế tiếp 15 là một con cần 2 khúc 2 đọt anh em nhé. Đây là một con cần thương hiệu Big Head. Con này thì nó trang bị là 2 đọt, 2 độ cứng nè. Anh em có thấy nè. Con này dạng câu cắm vào mạn thuyền ha. Hoặc là những anh em câu bè, câu những con cá lớn mà câu neo không cần cái cần dài. Hoặc là những anh em câu biển mà đứng trên ghe hạ xuống anh em, không cần cần quá dài, cần ngắn, thì con này nó đáp ứng đủ nhu cầu cho anh em nhé. Con này thì nó có hai thông số, một đọt là cứng 60 đến 100, một đọt cứng 100 đến 150 nè, rất là cứng. Trang bị bát Fuji, phen Fuji xám ha. Phen Fuji, bát Fuji nè. Cái đọt 150 này cứng lắm anh em. Cái đọt này thì nó tương đối hơn, 80 đến 100 nè. Đấy anh em câu nhiều thể loại cá ha. Về 1m8 anh em nhé. Thường những cái dòng này nó 1m8 nhiều. Giá 1 triệu 2 anh em nhé. Cầm này còn khá là mới. Kế tiếp 16 là một con cần Ryobi. Đây là một dòng hại của Ryobi ha. Con này thì trang bị dòng phen full stick, phen lá ha. Bát full stem vàng, thì cái phen lá này chỉ rơi đầu những cái cần nó giá nó khá là căng đó nè, giá mới á. Full stick phen lá nè. Dài 2m1 anh em nhé. Con này cứng chắc tầm 60 hoặc là 80 anh em, theo mình test nè, anh em mới thấy nè. Cho anh em câu cá tra, câu bè hoặc là những em đi ghe, câu biển ha. 2m1. Alpha Tackle. Phen full stick, phen lá nè, đầu u chống xoắn xích luôn ha.
Con này gửi đến em giá 1 triệu rưỡi anh em nhé. Mã 16 1 triệu rưỡi. Kế tiếp 17 là một con cần 2 khúc. Con này là một con cần là của Ryobi luôn đấy. Để mình xem Ryobi hay là Suyumi. Suyumi anh em ạ. Con này Suyumi 2 khúc anh em nhé. Chiều dài 2m. Con này độ cứng của nó là 80 anh em nhé. Cho anh em câu sông hồ, câu cá tra, câu bè, câu biển ha. Cứng 80 và 2m 2 khúc. Con này còn cũng khá là mới. Carbon, fanbait Fuji hết. Giá con này là 1 triệu 2, mã 17 anh em nhé. Kế tiếp mã 18 là một con cần hệ Daiwa Hydralock 2 khúc ha. Phen Fuji, bass Fuji tem vàng Japan nè, hay da dòng ARB anh em nhé. Con này cứng 30 và 2m4. Cho anh em câu lăn xê, câu bè ha. Con này thì nó không quá cứng. Đấy. Nó nảy, nó dẻo. Câu Rufi, câu vặt ha, câu chép. Tùy theo nhu cầu của anh em ha. Có người thích cứng, có người thích mềm. Anh em thấy hợp lý thì chốt thôi. Đấy anh em. Mà cái phôi này thì nó chuẩn. Giá 1 triệu 2 anh em nhé, mã 18. Cái tiếp là đến một số cái cần mà ISO hạ cần tay anh em. Đây một số cây đây, ISO hạ tay. Mã 19 là một con Shimano nè, mình hạ cần tay nè anh em. Thì hạ từ cái con ISO Carbon Holiday, một dòng hệ anh em nhé. HG đọt số 3 54 Indonesia xuất Nhật nè, con này còn khá mới đấy. Đấy, làm bát quấn đầu lóng ngon lành hết đây. Đây ngọn của nó đây, anh em có thấy. Con này thì nó sẽ có độ cứng là 4H. Tại vì nó là đọt số 3 hạ số anh em. Nó khá là cứng đó. Cho anh em săn hàng nha. Thường chỉ có ISO hạ tay nó mới cứng thôi. Đây mình quấn đầu lóng hết rồi đây. Xoắn gân guốc hết em nhé. Đấy, xong gần hết. Con này cứng 4H đây nha. Nó dài 5m3 ha. Thông số của nó 5m4 nè. Nhưng mà do mình đôn cái góc anh em. Thường ISO á, anh em không đôn góc lên á, thì anh em quấn đầu lóng nó sẽ bị đôn lên anh em ạ. Anh em phải đôn góc lên tí. Cho nên nó bị hụt cái góc tí á. Con này 5m3 anh em nhé. Carbon xoắn nè. Đấy, hình thức thì anh em có thể đánh giá nha. Hình thức cũng còn tương đối khá là đẹp đó. Con này gửi đến anh em mức giá là 1 triệu 2, mã 19. Kế tiếp 20 thì nó vẫn là một con cần ISO hạ tay. Đấy, hạ cần tay anh em nhé. Thì con này thì nó vẫn là một dòng ISO chất liệu carbon thương hiệu Ryobi đọt 1.5 anh em nhé. 1.5 thì con này nó tương đương với lại 3H anh em nhé. Chiều dài của nó là 6m. Chiều dài của nó là 6m anh em nhé. Hạ xuống từ con Ryobi nè. Tem vàng là địa Nhật anh em nhé. Ryobi. Thì đây là cái bát cũ của nó ha. Gỡ ra thì nó cũng có hơi tróc tróc sơn tí. Đây bên trong quấn đầu lóng ngon lành hết nè. Những con này về anh em câu thì bảo đảm là nó rất là bền. Cứng 3H anh em nhé. Cho anh em câu chép giết rô phi rô đồng ha. Dài 6m. Đấy đọt của nó đây. Đấy quấn đầu lóng hết nè. Xoắn tiếp hết. Khá là mới anh em nhé. Con này mình gửi đến anh em vẫn mức giá là 1 triệu 2 anh em nhé. Mã số 20, 1 triệu 2. Kế tiếp 20. Con này 21. Vẫn là một con ISO. ISO con này hại anh em có đeo quá.
Đây ISO của đây qua nè, mình hạ xuống anh em. Chỗ này cái bát đó ha, đã háo bát ra rồi ha, hạ xuống phần tay, thường cái phôi ISO nó cứng. Tem vàng nội địa nè, dòng carbon Whisker anh em nhé. Con này đọt số 2 5m3 nè. 5m3 thì mình hạ xuống còn 5m đấy anh em. Cứng 4H về 5m anh em nhé. 4H về 5m. Đây đọt của nó đây anh em. Con này thì mình chưa quắn đồ ngon, anh em là lấy mình sẽ quắn đồ ngon cho anh em. Đấy cứng lắm anh em ạ. À. Con này cứng 4H đấy, 5m cho anh em săn hàng á. Ngọn của nó sống tít hết nè. Đấy quấn đồ lóng hết em nhé. Sống dữ lắm anh em ạ. À. Carbon hay da vân ít anh em nhé. Đấy. Con này á thì mình gửi đến em mức giá là 1 triệu anh em nhé. 1 triệu mã 21 nè. Cho chủ này gửi cái bát ra thì mình cũng nhờ họ sơn sơn lại tiếng ở đây nhìn cho đẹp anh, tại vì gỡ ra thì nó cũng lấm chớm cái sơn cũ nhìn nó xấu lắm anh em. Đấy sơn lại cho tương đối đẹp nè. Sơn lại khúc này thôi nha anh em nhé. Chỗ cái bát nè. Đấy. Con này giá 1 triệu anh em nhé. Kế tiếp mã 22 là một con cần cần tay thương hiệu NFT ha. Con này có bị nứt đường ấy, mình đã hạ góc xuống anh em. Nứt con đường tầm 1 cm là nó bị cắn cái phen ấy. Đấy hạ góc xuống tí anh em nhé. Thì con này thì hiện tại nó là 3m9, cứng 3H anh em nhé. Cho anh em câu rô đồng, câu chép, rô phi, cá sặc. Đây là một con cần tay hệ NFT, nội địa Nhật ha. Hạ à, cũng đẹp lắm. Con này cứng 3H anh em nhé. 3m9, 3H. Đây ngọn của nó đây, câu rô đồng, cá sặc rồi ha, quấn đồ lóng hết nè nghe, đấy ngọn của nó đây, bên trong thì nó sẽ là cái chất xoắn cuộn bubble lớp anh em nhé. Đấy xoắn cuộn bubble lớp hết. Con này gửi đến em mức giá 800k anh em nhé. Mã 22 800k, cứng 3H 39. Kế tiếp 23 là một vẫn một con ISO hạ tay. ISO hạ tay, con này cũng hệ của đây qua nè. Đây là một dòng ISO Fukashi 1.7 5m3. Con này mới đắt kinh lắm. Mà code nó này nghe, Made in Taiwan, RC xứ Nhật ha. Con này thì nó đi cái tông màu bạc anh em ạ. À. Con này hiện tại thì mình hạ xuống là 5m. Cứng 3H anh em nhé. 3H 5m. Đây đọc của nó đây. Cho anh em câu cái sặc caro ha, chép viết. Con này thì nó một tông màu bạc thôi. Đấy. Quấn đồ lóng hết nè. Xoắn anh em nhé. Xoắn nè. Đấy. Con này gửi đến em mức giá là 1 triệu 2 anh em nhé. Mã số 23 1 triệu 2. Kế tiếp 24 thì 24 là một con cán vợt anh em. Đây là một con cán vợt ha. Thì mình làm từ một con cần tay Daiwa 8S1 đó. Con này đeo qua carbon 81 á, nhưng mà nó bị dập hai lóng rồi. Mình hạ xuống mình lấy cái gốc, mình làm cho anh em cái cán vợt ha. Thì cán vợt này nó là 3m4. Mã số 24 giá là 500k anh em nhé. Về 3m4 anh em nhé. Làm từ cái con đeo qua 8S1 nè, carbon xoắn á. Đấy, bên trong ngon lành nè.
Tùy nghe nóc ha, fan rất là cứng ha. Đây đã run ốc sẵn rồi anh em nhé. Về chỉ vặn vào thôi, vặn vào cái mặt vợt và dùng thôi. Thì cái vợt này anh em có thể là dùng cho câu lục, câu đài, đủ thể loại hết anh em nhé. Này nó cũng rất là cứng đấy. Tại vì lấy ra từ cái góc con cần tay đây qua 8m1 mà anh em biết rồi, nó cứng đấy. Quấn ngon lành hết đây nè. Thì cái mặt vợt này mình gửi đến em mức giá 500k anh em nhé, 500k mã 24. Cuối cùng mã 25 là một con cần tay NFT carbon rod anh em nhé. Con cần tay này thì nó sẽ có chiều dài là 7m2 anh em nhé, 7m2, cứng 3H thôi. Con này không quá cứng đâu, con này dẻo ấy. Cho anh em câu cá sặc hoặc là câu cảm giác thôi. Con này thì nó mã 25, giá là 800k. Lý do là bên trong nó cũng có tương đối xước ấy. Cho nên con này mình để cho anh em giá 800k anh em nhé. NFT carbon, chiều dài của nó là 7m2, cứng 3H. Ngọn của nó là ngọn chống xoắn nè. Đấy, quấn đồ lóng hết anh em nhé. Đây, ngọn nó đây. Bên trong nó cũng có xước xét theo thời gian ha, 5 tháng. Đấy, em có thể thấy ha. Mà cần dùng rất là ok anh em nhé. Đấy, anh em có thể thấy. Xước nè. Đấy. Xước cũng tương đối anh em nha. Xước cũng khá nhiều. Xước bóng anh em, chứ không có xước sâu. Kiểu như nó xước cái xương bóng ngoài á. Con này gửi đến 800k anh em nhé. Cứng 3H 7m2 mã 25 cuối cùng. Thì tổng quan sơ lược này gửi đến anh em là 25 con cần. Anh em thích con nào cứ alo trực tiếp với shop mình anh em nhé. Anh em vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ những video mới nhất từ shop. Chào toàn thể anh em.